Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của VN Review. Mới đây thì bộ 3 Samsung Galaxy S20 đã chính thức được ra mắt và VN Review cũng đã có video clip trên tay nhanh sản phẩm này. Ngày hôm nay hãy cùng Linh Pâu điểm qua về 10 điểm hơn của bộ 3 Samsung Galaxy S20 với bộ 3 mới nhất của Apple là iPhone 11 nhé. Điểm hơn đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó chính là về kích thước màn hình. Bộ 3 Galaxy S20 có màn hình kích thước lần lượt là 6,2, 6,7 và 6,9 inch. Tất cả đều lớn hơn khi so sánh tương quan với kích thước của bộ 3 iPhone 11 là 6,1, 5,8 và 6,5 inch. Ngoài kích thước lớn hơn thì Samsung Galaxy S20 cũng khác biệt ở việc sử dụng công nghệ Dynamic AMOLED, trong khi iPhone 11 là LCD, còn iPhone 11 Pro và Pro Max là OLED. Không chỉ có kích thước màn hình lớn hơn mà màn hình của bộ 3 Samsung Galaxy S20 còn không có tai thỏ như trên iPhone 11. Tai thỏ trên màn hình vốn là đặc trưng của iPhone kể từ năm 2017. Tuy vậy, thiết kế này bị nhiều người dùng đánh giá là khá bất tiện khi chiếm một phần không nhỏ màn hình để chứa loa thoại, camera và cảm biến Face ID. Trong khi đó, trên Galaxy S20, khu vực này được tối giản, chỉ còn thành lỗ tròn chứa camera giúp cho màn hình có thể tràn hết ra viền, đúng như tên gọi là Infinity O của hãng. Điểm hơn thứ ba là camera của bộ 3 Samsung Galaxy S20 được trang bị nhiều chấm hơn iPhone 11. Trong khi bộ 3 iPhone 11 được trang bị toàn bộ camera 12 megapixel, Galaxy S20 có bổ sung thêm những camera với độ phân giải lớn hơn. Phiên bản Galaxy S20 và S20 Plus có camera tele 64 megapixel zoom 3x, còn phiên bản S20 Ultra có camera chính là 108 chấm, camera tele 48 chấm đều lớn hơn nhiều so với iPhone. Ngoài cảm biến độ phân giải cao hơn thì camera của bộ 3 Samsung Galaxy S20 còn có khả năng zoom xa cao hơn so với đại diện đến từ Apple. Galaxy S20, S20 Plus được trang bị ống kính zoom quang học 3x, zoom kỹ thuật số tối đa 30x. Galaxy S20 Ultra có thể zoom quang 10x, zoom số 100x. Trong khi đó thì iPhone 11 có zoom số 5x, bộ đôi iPhone 11 Pro có thể zoom quang 2x và zoom kỹ thuật số tối đa là 10x. Điểm hơn tiếp theo của camera trên S20 đó chính là có chế độ single take, giúp chúng ta có thể thu video cũng như là chụp ảnh chỉ trong một lần bấm máy. iPhone không có tính năng này mà người dùng cần tự bấm nút chụp khi đang quay phim. Ba chiếc iPhone 11 cũng có một tính năng kết hợp giữa cả quay và chụp, đó là Quick Take, hỗ trợ quay phim nhanh thay vì phải chuyển chế độ. Điểm hơn tiếp theo chúng ta phải xét đến bộ nhớ, và bộ nhớ của Samsung Galaxy S20 ở phiên bản rẻ nhất vẫn được trang bị lớn hơn so với iPhone. Các sản phẩm Galaxy S20 có dung lượng bộ nhớ tối thiểu là 128GB, trong khi trên iPhone 11 và iPhone 11 Pro, Pro Max là 64GB ở phiên bản giá rẻ nhất. Cả hai dòng sản phẩm đều có bộ nhớ tối đa là 512GB. Chưa có một chiếc iPhone nào có thể kết nối 5G, tuy nhiên ở trên bộ 3 mới nhất đến từ Samsung được trang bị vi xử lý Snapdragon đều có hỗ trợ tốc độ cao này. Theo Business Insider, băng tần 5G trên Galaxy S20 có tốc độ thấp hơn so với S20 Plus và S20 Ultra, tuy nhiên bù lại, tầm phủ sóng lại xa hơn. Điểm hơn tiếp theo ở trên bộ 3 mới nhất đến từ Samsung đó chính là chúng được trang bị màn hình làm tươi 120Hz. Hầu hết smartphone hiện nay có tốc độ làm tươi màn hình là 60Hz, tức là có 60 lần refresh trong một giây, trong khi con số này trên bộ 3 Samsung Galaxy S20 là 120Hz. Tốc độ làm tươi cao hơn giúp cho các thao tác điều khiển của người dùng có cảm giác mượt mà hơn. Apple cũng từng đưa ra thông số này lên iPad Pro thông qua tính năng ProMotion, nhưng hiện nay chúng vẫn chưa xuất hiện trên iPhone. Nếu nhìn bề ngoài thì cả trên iPhone 11 lẫn Samsung Galaxy S20 đều không trang bị cảm biến vân tay. Tuy nhiên, ở trên bộ 3 Samsung Galaxy S20 thì phần cảm biến vân tay được nhúng ở bên trong màn hình. Điều này mang đến cho người dùng một lựa chọn bảo mật khác bên cạnh mật khẩu hay là khuôn mặt. Apple đã loại bỏ cảm biến vân tay từ iPhone X, phương thức bảo mật sinh trắc học duy nhất ở trên iPhone là Face ID. Và điểm hơn cuối cùng ở trên bộ 3 Samsung Galaxy S20 đó chính là có thể sạc ngược không dây. Tính năng xuất hiện từ thế hệ Galaxy S10 cho phép điện thoại Samsung có thể sạc pin cho các máy khác thông qua công nghệ sạc không dây, đặc biệt là có thể sạc cho cả tai nghe và đồng hồ của Samsung. Trước đó thì iPhone 11 cũng được đồn rằng sẽ có tính năng này, tuy nhiên hiện vẫn chưa có phiên bản iPhone nào làm được điều này. Vừa rồi là 10 điểm hơn ở trên bộ 3 Samsung Galaxy S20 so với bộ 3 iPhone 11 đến từ Apple. Và các bạn ấn tượng với tính năng nào nhất? Đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye!